đến thăm và Hồ Gươm Audio Video. Hân hạnh giới thiệu vở cải lương hài tâm lý xã hội Đạo Lý Kim Tiền của soạn giả Hoàng Thâm, với sự góp mặt của các nghệ sĩ được quý tín giả gần xa mến mộ: Diệp Lan, Ngọc Giàu, Phương Quang, Hồng Nga, Hoài Thanh, Ngọc Nguyệt, Kim Tử Long, Giang Châu và Bảo Trang. Biên tập thực hiện Thân Lộc, Giang Dừng, Dân Hương. Cổ nhạc Minh Thảo, Văn Hải. Tân nhạc Thái An. Âm thanh Nguyễn Thọ Hà. Chú ba ơi! Chú ba! Chú Thím nó đâu rồi, Thím ba? Trời ơi. Dạ, dạ chào chị hai với anh hai. Trời ơi, sao mà chú nó sống tuồng lâu quá vậy Thím? Dạ, cả nửa tiếng đồng hồ mà anh Nội vẫn chưa xong cái quần á. Trời đất ơi. Trời ơi, cái bàn ủi than chết tiệt này mà. Ủa, sao lại dùng bàn ủi than, chứ còn bàn ủi điện của chú Thím đâu? Hả? Dạ, chú Út nó đang cất kỹ giùm ở trong tủ cầm đồ bình dân đó. Trời ơi, chú Thím có túng thiếu gì sao không sang nhà tôi? Hôm nay anh em mình cùng lên phi trường để đón mừng ba má từ nước ngoài về. Nè, tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta nên khôn ngoan và thực tế, cần làm một số việc để tránh cho ba má buồn lòng và thất vọng về cái hiện trạng quan hệ không mấy tốt đẹp giữa anh em mình. Đây nè, 5 khâu trị giá 1 lượng vàng, chú Thím cứ đeo vào để gọi là vàng cảnh với ước mơ làm vui lòng ba má. Sao chú Thím? Dạ dạ, tụi em xin làm theo lời của chị hai. Ôi, chú Út nó tệ, thật là tệ vậy đó. Anh em ba căn nhà liền vách, cách mặt chứ đâu cách lòng, ai đi nỡ. Nỡ gì anh? Chú Út, anh chị đừng có nói xấu người vắng mặt à. Tôi không phải là hạng người đạo đức giả như anh chị đâu. Vợ chồng anh chị là chủ tiệm vàng, còn tôi là chủ tiệm cầm đồ. Anh chị có nghề nghiệp của anh chị, còn tôi có dịch vụ của tôi. Trong lúc này tiền là trên hết, nhân nghĩa chỉ có ngoài đầu môi chót lưỡi. Anh chị ba ngày tối làm ăn, không lo làm ăn, chỉ lo cờ bạc. Tôi không lo dọn sạch và chuẩn bị mua rẻ cái nhà này thì... Ê, thì sao mày? Út Tiên hả? Tiên thêm dấu quyền thành tiền, bỏ dấu nặng thành tiện hả? Đùa cái thằng bần tiện. Thì anh ba... Thôi, tôi với chú không có anh em gì hết á. Chú tên Tiên mà chỉ sống vì tiền, phi nghĩa phi nhân. Chú đang tính toán đưa tôi ra vỉa hè. Ôi, ai biểu chú cứ bài bạc ăn chơi, chồng với vợ hả cứ thay phiên nhau mà ngồi đông à. Anh hai à, trước khi mở miệng để giải đời, anh nên nhìn lại gia đạo của anh. Ơi, gia đạo của tôi hả? Ba vợ ở chung một nhà, chung một nhà nhưng mà trong ngoài êm ấm. Tất cả là nhờ một tay tôi, tôi chỉ ghen tiền và màu sắc vàng y, còn chồng bạc bẽo tôi cho ra rìa. Nè, bà nói vậy có nghĩa là sao hả? Tôi cấm bà có cái giọng mỉa mai và tỏ ra ghen tức rồi nha. Xưa nay vua cũng không cấm được đàn bà ghen. Ông đã là vua chưa mà ông muốn làm việc đó hả? Tôi chưa là vua nhưng chắc chắn 100% tôi sẽ là một ông hoàng. Một ông hoàng có nhiều quyền lực. Mà bà biết quyền lực là gì chứ? Chắc bà đã biết rồi. Vàng 4 số 9 của tôi có sẵn cộng với đô la và tài sản triệu phú của ba má chúng mình chuyển về từ nước ngoài. Xin lỗi anh nha anh hai. Gì? Anh dùng chữ không đúng rồi nha. Sao không đúng? Chúng ta chứ sao lại chúng mình? Còn cái thằng ba phú này và bà xã của nó hả? Bỏ hả? Cái anh này, danh xưng tên gọi mà cũng dành. Chúng mình với chúng ta thì khác nhau chỗ nào cha nội? Nè, chú đừng có suy bụng ta ra bụng người. Chú nói cái gì mà có tiếng dành tiếng giật trong đó? Cái thằng ba phú này xin báo cho hai Vinh và Út Tiền được biết, thằng này tuy nghèo nhưng mà xưa nay tánh tình hào phóng, ghét những ai làm nô lệ cho đồng tiền. Ba má hồi hương là để sống với tôi nè, chứ không sống với Quỳnh Kim và tiệm cầm đồ.
vợ chồng chú cứ tối ngày lo bài bạc thì giờ đâu mà lo hầu hạ cha mẹ già. Còn anh á, ba bà vợ ba cái bầu để làm hồn vía đâu mà bụng dưỡng song thân. Nhà tôi thừa kẻ ăn người ở, không như chú cưới vợ hao tiền. Chị hai à, tụi em sẽ biến nhà này thành thiên đường với những trò tiêu khiển của má ba. À, tụi này sẽ chứa tổ tôm nè, tứ sắc nè, để ba má nhân tiện giải trí vui đùa. Nhà tôi đông nhưng mà dài rộng sáu tầng cao, là anh hai á là tôi phải lo bụng dưỡng sông đường. Không phải tôi muốn dành tiền dành bạc đâu, nhưng tôi nghĩ đó, ba má ở với tụi tôi thì tiện lợi vô cùng. Với chúng ta cha mẹ là phúc điền, thôi thì mình chung sức kính thờ mẹ cha. Trời ơi, đây là những đứa con của bông hồng cài áo. Trời ơi, đây những tâm hồn điên đảo chất chưa tiên nộ lúc không giờ. Thằng quỷ, thằng hát xẻ khát rong, mày dùng tựa tuồng để ám chỉ sở xiên ai vậy hả? Hả? Ai biết, mà hãy tự đoán lấy. Tôi ám chỉ ai, xỏ xiên ai, tôi không biết mà làm sao mở biết. Chê, đồ cái thằng hề thất nghiệp vô duyên. Hiện tại tôi vừa là người phụ việc cho tiệm cầm đồ, đồng thời là công nhân trong tiệm vàng Quỳnh Kim của cậu mợ, thì sao gọi là thất nghiệp? Tao nói mày thất nghiệp là thất nghiệp cái nghề diễu dai, diễu dài, diễu dở của mày kìa. Kệ nó, diễu dơ, diễu dở vậy đó, miễn sao là có đại danh đại biệt hiệu thì được rồi. Đại danh, đại biệt hiệu cái khí khô gì? Ai đời, danh hài gì mà có biệt hiệu hề cha cha cha. Thấy không? Cứ mỗi lần mở hài tên tôi ra để chê thì mở bị tôi à. Tao bị mày cái gì? Thằng quỷ, mày chỉ là hề. Mày à... Thôi, cho anh can đi. Cứ mỗi lần em hài tên nó ra để chê, để chửi là phải gọi nó là cha đến ba lần mà còn không biết hay sao? Thì cái thằng... Thằng gì? Xin báo cáo thêm với mợ, tôi còn thường xuyên kiêm nhiệm chức đại diện toàn quyền của cậu Ba Phú và phu nhân với cái sứ mạng. Sứ mạng gì cái thằng quỷ? Hả? Hả? Sứ mạng đi đâu mà mượn tiền góp, tiền đứng, tiền nằm ở khắp mọi nơi. Ê, cái thằng cô hồn, bây giờ mày muốn trêu chọc cái vợ chồng tao nữa hả? Ê, thằng có cái tên cha mẹ này mà, ai mà nó từ chứ. Thôi tao ra lệnh cho mày ngưng làm trò hề đi, và lập tức về bên nhà đó khiêng salon, quạt đứng và tủ buffet qua đây cho chú ba nó mượn, là anh em ba nhà liền núng ruột, tao để nhà này trống trải sao cam. Ôi trời ơi, sao bữa nay mà có từ tâm hạ mùi đô la nó bay thật xa. Ôi chuyện nhân tình thể thái thiên liêng nè, tao cấm mày bình luận theo kiểu thời trang. Nè, đây là hình người đẹp vợ Việt Kiều, tương lai của Úc Tiên. Nè, hôm nay là ngày vui chung của tụi tao đó, mày có quyền thấy sang bắt hoàng làm họ cho vui lây. Nhưng cấm chú mày trổ tài chăm chọc, thân nghèo mày phải biết phận vui rùm. Nhưng tôi sẽ bỏ tật chăm chọc xỏ xiên mà chỉ móc lò hiệu nhẹ để cười chơi. Ê, cái thằng này, mày muốn gì mà cứ nói lòng vòng hoài vậy mày hả? Xin lỗi ông chủ tiệm vàng, ông thật sự không biết hay chỉ giả vờ không biết. Đời là một chữ tê là phàn lê quê, giả tử là thần nữ dân ngũ linh kỳ mà các vị. Mày thật xứng danh là năm hề. Đây, tê với tờ của mày nè, chưa đúng tiêu chuẩn quốc tế. Mày năm hề này đang chờ bàn tay vàng của ông chủ có vợ sắp cưới Việt Kiều. Cái thằng này sợ mày luôn à. Nè, đây là tiền thưởng cho mày, còn đây là chi xuất phụ tiền xe với anh chị hai. Chú, anh em với nhau sẵn xe ra, chú với vợ chồng chú ba đi chung với vợ chồng tôi đi, gì mà phụ tiền xăng với tiền nhớt. Ôi chị ơi, tánh tôi thích sòng phẳng, không muốn giúp ai mà cũng chẳng muốn nợ ai. Không đi nhờ xe của anh chị thì tôi phải đi xe riêng,
tiền xăng nhớt tiền hao mòn cũng vô đó à. Đây là lối sống thực dụng của thời đại mới. Xin chị cầm cho. Thôi nãy tình chú nên bắt buộc tôi phải cầm vậy đó thôi. Thôi được rồi. Còn vợ chồng ba phú này hả? Rất tiếc là tôi biết là chú Tím phải mượn tiền đứng để mua sắm và may những bộ đồ đáng giá để đón chờ ba má. Xin chú Tím đừng có ngại, anh em mình mà tương lai sẽ cùng hưởng vinh quang, hoạn nạn chung đồng mà. Thôi ra xe đi mấy em, mình lên phi trường càng sớm thì càng tốt. Thằng Năm, mày ở nhà lo cho tròn nhiệm vụ của mày nghe. Cha mẹ chồng của tao là những người già trưởng giả giàu sang, mày có chừng. Tôi là thằng ở thì coi chừng cái gì. Hãy lo cho nhân cách và những trò kịch cộm của mấy người đi. Nè nè, vợ Việt Kiều sắp cưới của tao sang như là nữ hoàng á, đẹp như là minh tinh. Mày phải lựa lời mà dạ thưa và ăn nói cho lễ phép nghe cái thằng ông nội. Dân dân, hề tôi chỉ thích trêu đùa chứ đâu dám hỗn láo đâu. Vì ghét tánh tham tiền và tánh đạo đức giả của những người trong nhà này mà mình cứ phải mất công ứng diễn trò mỉa mai và chăm chọc. Vừa rồi thằng cha chủ tiệm cầm đồ có biệt hiệu Út Tiền kêu mình bằng thằng ông nội. Mình đã định bụng nói thằng ông nội chỉ có 2 lần cha thôi, mà 3 lần cha phải là ông cố lận chứ. Ê, nè anh kia. Xin lỗi, có phải đây là ba má tôi, chủ nhân đời trước của căn nhà này? Ồ, ông bà và cô mới vừa từ phi trường về phải không? Đúng rồi. Thật đáng tiếc, các cậu mợ tôi cũng vừa ra khỏi nhà để đến phi trường đón ông bà và cô đó. Anh đừng lo, mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy. Đây, tiền đây, anh hãy lấy taxi đi truy tìm họ. Đi nhanh đi. Vâng, tôi đi đây. Chà, nhà gì mà trống trơn không có lấy một cái ghế để ngồi nè. Hắn đây là nhà của thằng con trai bạc bài chuyên nghiệp đây chứ gì. Nếu không nhờ chiếc gậy bằng mây già này chắc là tôi đã ngất xỉu rồi đó bà. Tôi cũng vậy đó ông. Tội nghiệp cho các con. Tội nghiệp cái gì? Con hư thì đánh, mình phải trừng trị nó. Mình phải hốt cho nó một thang thuốc thật đắng để cho chúng nó chừa cái thật và nhớ đời. Tôi khuyên ông nên suy nghĩ lại. Mình hồi hương vì nhớ quê cha đất tổ, nhớ con cháu và mọi hình ảnh quen thân. Lẽ ra mình nên mở rộng vòng tay, mở rộng tâm hồn và ôm chầm lấy mọi tình thương và hạnh phúc chứ. Tại sao mình phải đóng kịch? Tại sao mình phải ẩn núp với những lớp áo nghèo để thử làm con cái làm chi vậy? Thôi bà im đi, đừng nói thơ nữa. Tôi đã giải thích với bà và Kiều Mỹ, con dâu tương lai của mình hàng trăm lần rồi. Nhà nghèo mới tri hiếu tử, bệnh hoạn mới biết chồng vợ thủy chung. Sự nghiệp hàng triệu đô la của tôi chỉ giao cho đứa nào có tài năng và đạo đức, biết giúp đời, cứu người với lòng nhân thiện. Chứ còn con cái mà ích kỷ, bất nghĩa, vô nhân, một đồng tôi cũng không bố thí. Thôi mà ông. Không có thôi gì nữa hết. Tôi là chồng, tôi đạo diễn, tôi sắp xếp, tôi ra lệnh thế nào bà cũng phải làm y như thế. Ôi da. Làm da gì vậy? Ôi da. Gì vậy? Rẹp cắn. Bộ đồ cũ dành cho mẹ nghèo đầy những rẹp không à. Giờ ông đạo diễn tính làm sao đây? Bà đừng làm khó tôi. Để tôi xem coi. Chết chà, không được. Xưng dù rồi nè. Phong cách ngôn ngữ và dáng đi tương đứng của bà còn có vẻ sang trọng và đẹp như một minh tinh. Bây giờ bà nhập vai giùm tôi đi, là bà mẹ nghèo coi. Dạ, tôi đang nhập vai đây. Nhưng hình xưng... Nhưng cái gì? Mấy cái con ký sinh trùng ở trong quần áo dơ này nè, nó không cho phép tôi. Bà định tôi làm cái gì vậy? Sức dầu thơm. Trời đất ơi, nhà nghèo mà sức dầu thơm. Bởi vì người ta nói dầu thơm siêu hạng đắt tiền của bà làm hư công chuyện của tôi hết. Nè, đạo diễn có mua sẵn cho bà một chai dầu nhị thiên đường và dầu cù la cho bà đây. Vui quá. Ngắm nhìn má, cô thấy mắc cười quá à. Vậy mà mày cười được sao? 3 phần giống người mẹ nghèo, còn 7 phần hả, giống bà nội Liz Taylor và bà ngoại Sofa Loren. Cô xức dầu cho má nha. Xức đây nè. Xức giùm má ngay cái cho bằng chân á. Trời ơi, xức giùm cái bằng chân của má đi. Cả 2 chân nó bầm tím và sưng tướng lên như vậy nè. Trời ơi,
hai cái đôi dép cũ gì mà nó nặng nề như là đá vậy? Dạ thưa ông đạo diễn. Sao? Yêu cầu ông đạo diễn cho tôi đổi đôi khác được không? Yêu cầu bị bác bỏ vì lý do kỹ thuật. Kiều Mỹ. Dạ. Phần con thì đã đến lúc còn phải kiểm tra lại quá trang. Dạ mắt con một trong thấy ghê, còn nói ngọng với con dễ ợt. Nhưng con phải thực hành cho nó quen dần. Dạ em Kiều Mỹ xin chào anh Kiên, em rất thích thơ anh. Dời xa em nhớ anh cần riêng. Hai con cả hai đều trẻ đẹp, thử nhau mà làm gì e trắc trở bất ngờ. Má à, con là gái nên hằng mến, con mơ một đấng trưởng tu có tâm thanh thiện thanh cao. Ngày nay đại gia đình nhân loại cần một tấm lòng biết yêu sống hòa đồng. Dạ ba nói úng rồi đó, úng rồi đó. Giỏi lắm con, giỏi. Đạo diễn good tech. Kiều Mỹ con, con quá trang thật là khéo. Má đứng bên con mà má thấy vết sẹo giả y chứ là thiệt vậy. Khéo lắm hả má. Bà quên con dâu tương lai của mình là luật gia kim chuyên viên quá trang điện ảnh hay sao? Kìa, mấy đứa nhỏ nó về kìa. Nhờ tài đạo diễn của ông á mà con nó phải mất công xách xe ra phía trường chờ đón nữa. Bà đừng để sự xúc động và tính mềm yếu của bà của một người mẹ làm hư việc lớn. Tôi gian xin bà và cũng ra lệnh cho bà như thế. Đừng quên đó, Kiều Mỹ nha. Dạ. Coi chừng bộ đồ nghề thợ máy không che kín được vàng bốn số 9 nằm lớp dưới nha con. Xin ba yên tâm, cái thùng sắt lấm lem dầu nhớt này không ai nghi là có vàng trong đó đâu ba. Ba má. Ba. Má. Ông kia. Các con. Các con của má. Tại sao? Ủa, cái rương hành lý của ba má đâu rồi? Má. Má đã gặp tai biến bất ngờ, sản nghiệp tiêu tan, ba con mất trí và ba má hồi hương chỉ với chiếc rương đồ nghề thợ máy mà lúc còn tỉnh ba con tìm mua để tặng cho thằng ba đó. Trời Phật ơi, Chúa ơi, đây là giấc mơ hay là sự thật đây? Nếu là sự thật thì đời anh giống như một ván bài tiến lên. Tiến lên với cốc chết chứ không có heo, không có đôi, không có ba con và cũng không có sảnh, vân vân và vân vân. Trời ơi, không, không có lý nào ba với má lại ra nông nổi như thế này sao? Trời ơi. Đúng, xa cách bao năm, ba má muốn giành bất ngờ, ba má muốn đùa với mình đó. Không, má không đùa với các con đâu. Các con hãy nhìn ba các con kìa, ông đang nổi cơn điên lên rồi kia kìa. Ai đây? Ta là thượng đế đây. Ông ơi, ta là Ngọc Hoàng nha. Ông, đứa nào mà làng chàng là ta trị tội nè. Ta là đạo diễn nè. Ta là kịch sĩ tài ba. Đứa nào có tâm hồn ác quỷ coi chừng ta trù ta ếm. Ủa, sao cái căn nhà gì mà trống rỗng như là nấm mồ như thế này? À, ta phải trị tội cái thằng Đào Quyết. Trị tội mày. Trị tội mày. Tôi tên Phú mà sao mà nghèo mát mà xui xẻo gì nè trời. Gia đình người ta có thân nhân từ nước ngoài về là đô la, là vàng, là ăn, là nhậu. Còn cái nhà này nè, thằng tôi đi vay tiền đứng về để mà ăn gậy với ăn hèo trời ơi. Xin lỗi, còn cô đây có phải dạ, là... em đây. Kiên ơi. Dạ em là Kiều Mỹ, vợ sắp cưới của anh đây. Vì em bị tai nạn xe hơi ở xa lộ Âu Khâu á, nên mặt mày của em nó... Nguyên do là tại con viết thơ tỏ tình và khẩn khoản cầu hôn, nên má cố xoay trở để đưa Kiều Mỹ về với con đó. Trời ơi, sao má và cô ta giấu con vì vụ tai nạn này? Như vậy chính các ngươi đã lừa gạt ông tiên đây rồi. Các con hãy nghe má nói nè. Các con ơi, người ta một lần sanh ra, một lần già rồi một lần chết. Ba má đã sanh các con ra trong cảnh bất ngờ, gặp hoạn nạn tay. Ba má muốn được về quê hương, chúc các con có cơ hội đền ơn bao yêu.
giảng vật trên đời, từ giả thu đến gia cầm phi điều. Đâu đâu cũng có nghĩa dưỡng sanh và tình thương chúng cội chung. Ông, sao ông ngồi đó mà bỏ tôi thương khóc một mình? Bỏ một mình tôi đối mặt với tình tình nhắn trái, không không ra nước mắt mà cười cũng méo vành môi. Sao bỗng dưng ông bỏ tôi đơn độc lẻ loi? Coi kìa, ông có thấy không? Nó đành thất vọng nhìn tôi, và tôi đang muốn ôm tất cả vào người lòng để mà thương mà khóc. Ba chúng con nổi tiếng là một ông già đa đa tài nè, đa tình đa tật nè. Ba đã già yếu lẩm cẩm mà cái gì cũng đa hết. Má coi thì làm sao tránh khỏi trí loạn tâm cuồng? Má nên khóc cho con nè má, dây tiền đứng để chờ rước ông tía điên khùng. Má biết không, tiền đứng là vốn đứng, cho tiền lời phải trả chứ. Má, má có dấu đô la không má? Xin đỡ vài trăm đi. Đồ ngây dâu nhất lắm lem, con đói thì chịu chứ không thèm nhận đồ nghề của ba cho đâu. Đời con nếu chẳng không cầm bằng hồn vía qua cầu gió bay. Đồ điên, đồ điên. Nè con à, ba cho con mấy trăm đô la nè. Ủa, tiền tôi đâu hết rồi. À, thôi còn cây gậy đi, ba thử cho con hai cây gậy nha. Gậy đô la. Trời ơi, sao trời ơi. Má, má coi kìa, tôi nói cho má biết chứ, má mà không ngăn ở ổng á hả, ổng đánh tôi đau đó hả, tôi luộc ổng rồi nha, tôi đá ổng à. Anh ba, tôi cấm anh không được hỗn với người cha bệnh tật, xin mọi người hãy nhường cho tôi nói vài câu, tôi đang tức như bò đá đây. Út Tiên, con nên tỏ ra lịch sự và khải ái với Kiều Mỹ, vợ sắp cưới của con chứ. Thôi thôi, má cưới cô ta đi, con tỏ tình và thầm yêu là yêu người đẹp giống anh này nè, chứ còn Kiều Mỹ bằng xương bằng thịt, trời ơi cái gì đâu mà ngọng cộng với đôi mắt. Trời ơi, thi sĩ người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng Kiều Mỹ này thì cửa sổ khung bung rèm nát, mắt thì lại kéo mây. Trời ơi. Thôi anh ơi, nói đi phu vàng, em nhận tưởng ơi có đi âm. Tôi là kẻ tình si, tình si có mắt chưa mù, nhưng là tâm anh mù. Tôi thi nhân đã quăng bút đói ngày, hiện giờ chỉ biết yêu tiền môi. Anh là kẻ phản bội tự thân, rồi mai ấy sẽ có một ngày anh thấy mình sai lầm. Phải, tôi đã sai lầm nên không bao giờ sai lầm nữa. Người cha mất trí kia đã dạy cho tôi làm người chân chánh thanh cao, để mau nghèo mau khổ để thành người khánh tận vì thua thì quên mình. Ông ấy đã dạy cho tôi cái đạo lý thương người, nhưng ngày nay tôi chỉ biết có đạo lý kim tiền muôn mặt. Ông mà chưa điên hả, chắc ông sẽ đấu lý với tôi. Ba ơi, nếu Phật trời thương cho
tỉnh lại chỉ đường con đi. Đường nào rực rỡ vàng son, đường ba đi đúng hay đường con ra ngời. Anh Khiên. Không, anh Tiên chứ không phải là anh Khiên. Anh Khiên ơi, chàng thi sĩ ẩn có mất hiệu thi ca khải. Anh An Liên chứ không phải người chán ngồi bất ngọng nghe lâu. Anh Khiên, anh An ở khinh anh như một kẻ bị cùi hôi đông tâm hồn. Anh đã đừng là nhà văn, nhà thơ lãng mạn ấy tốt ngời. Tại sao anh có thể là ồ tệ nói toàn giọng thanh nói tiền bạc với lời danh? Thức đêm mới biết đêm dài, trải qua thực cảnh trần ai mấy người. Kẻ khôn là biết phụ người, còn hơn ngu dại để đời phụ ta. Dạ đây là ghế bằng gỗ quý của người ta cầm rồi người ta bỏ, của cậu Tiên quyền tiền đó. Dạ xin mời ông bà và các vị ngồi tạm. Tốt, cảm ơn các con. Nào, trước khi nghĩ đến vàng và đô la, các con hãy nghe má hỏi nè. Thằng ba với con ba trước, má hỏi trước. Dạ. Dạ. Hai con, hiện tại hai con đang sinh sống bằng nghề gì? Đang tân tạo, đang bồi đắp gì cho nhà nước? Dạ. Dạ. À, con xin phép đỡ lời cho cậu mợ con. Dạ, cậu mợ con đang sống bằng cái nghề dĩa làm biên đạo múa. Dạ đúng, tụi con là biên đạo múa. Biên đạo múa là chuyên gia dạy về ca múa và vũ nhạc đó phải không? Dạ. Dạ không phải, bà hiểu lầm rồi. Biên đạo múa đây là múa quạt, là sạc bài cào, là xào sập xám, là nhận đám với ngầu hầm vân vân và vân vân. Thằng quỷ. Này, hãy để cho tụi nó nói. Nói tiếp đi con. Dạ cậu mợ con còn có thời làm quyện nữa đó. Vậy à? Dạ. Ôi, mẹ mừng cho hai con đã ghi vào điểm son. Dạ. Dạ không phải hiểu lầm nữa rồi. Quyện là quyện đề chứ không phải làm quan quyện. Thằng cô hồn. Còn nữa, cậu mợ con còn có mở lớp luyện tiếng Đức nữa đó. Ờ vậy là tốt, là thức thời đó con. Dạ cảm ơn má. Dạ không dám cảm ơn đâu. Dạ xin bà và cô đừng hiểu lầm. À, đức có nghĩa là đức chến, là chứa bài tức sắc. Trời, hê cha cha cha, mày là ma là quỷ. vui quá. Bây giờ nè, bây giờ tới con trai lớn, thằng hai với con hai. Sao thằng Vinh, con đang ứng dụng tài năng sở học như thế nào? Con đang làm vinh sang cao cả gì cho nhà cho nước đó con? Dạ thưa. Dạ thưa má, con là một người vợ bất hạnh, một con dâu đau khổ. Xin tường trình cho má rõ biệt tài của con trai má. Liện tiền qua cửa sổ, là đàn điếm ăn chơi, đang làm sáng ngời danh giá bằng ba cái. Sao? Bài một lượt. Cái gì? Cái gì má chưa hiểu được? Dạ để con nói cho. Dạ biệt tài của cậu hai là tán gái, là xúc chai, ngủ ngày đêm thức, đang cán mức, đang về nhất với một lúc ba bà. Thôi mày tao mới tới gì nữa. Thôi mình đi đi ông. Con cái mà như thế này ông điên là phải rồi mà. Má ơi má, còn con nữa nè má. Thằng út của má đây, sao má không hỏi han gì vậy? Thôi đủ rồi. Nghề của con, cái thuở hàng di ba má biết rành quá. Tên của con là Tiên, mà bị thêm cái dấu quyền nó thành ra nó thành tiền. Vinh sang cao cả nằm ở chỗ đó đó con. Thôi mình đi, đi đi ông. Má, nhà của tụi con ở đây mà má định đi đâu vậy? Này các con, ba má phải đi cho khuất mắt để tránh cảnh đau lòng. Mẹ cha cực khổ nuôi dạy sanh thành cả ba đứa con.
con chẳng đứa nào nên. Con xin má bình tâm, nhà anh hai cao rộng, có kẻ hầu người hạ sinh, má với bà an trụ sống vui. Mẹ cha già yêu tránh đi lại nhiều, nhà tôi cao ngất lên xuống khổ thân già. Tôi nghĩ má với ba sống với chú thì hơn, lại nữa chú độc thân. Tôi ở giàu thế kẹt sẵn sàng nuôi cha mẹ, nhưng cô Kiều Mỹ đây biết tấn cho ai. Phú tôi ra giá 20 cây vàng, mấy người cứ trả tôi nuôi cha mẹ già. Tôi lỡ phóng lao nên phải đi theo lao cần có vốn làm ăn. À, tôi làm nguyện mà xin lỗi và phất lên cái một mà. Nào, mấy người chi đi, mỗi gia đình 10 cây thôi. Anh ba, anh nói gì kỳ anh ba? Tụi tôi chỉ có cây củi, cây mục, chứ không có cây vàng, cây bạc gì hết á. Năm khâu tôi đưa cho mượn đeo đâu, để vàng cảnh đâu. Trả là tôi đi, trả đây. Xì, trả thì trả chứ, ai giật đâu mà chị làm dữ vậy? Ờ, ai giật đâu. Thiếm không giật, nhưng mà tôi từng bị em chồng giật. Xin vui lòng thông cảm cho. Về không? Về sao được, mà về không biết nữa, còn ba má ai lo? Có út tiền ba phú đó anh chi. Ông ba vợ ba bầu, ông còn đủ sức để gánh thêm gánh nặng sao? Hả? Nè 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 nè, chị đừng có nói lời này tiếng nọ nha. Ba phú này xui tận mạng nha. Tiền góp tiền đứng cao bằng cái đầu á. Tôi đậu đâu ra tiền mà nuôi cha mẹ già yếu bệnh hoạn hả? Út tiền này lỡ thề, chỉ biết có đạo lý kim tiền, cứ tính theo thứ tự ưu tiên. Tôi đứng sau tới hai người lận à nha. Tôi đâu có ngu dạ gì quấy quẩy quẩy cái gánh nặng dùm cho hai ông hai chủ tiệm vàng và ông ba. Cũng còn có nhà để bán. Ê chú Út, chú Út tiền, chú Út tiền, chú nói vậy là sao chứ? Chú thèm mua rẻ cái nhà tôi lắm phải không? Hai ông bà có đồng vợ đồng chồng ngồi xong để giải trí thì có đến mấy cái nhà rồi cũng bán à. Tôi không mua thì người khác cũng mua, mà mua rẻ hơn là cái chắc. Còn nếu như anh còn có lòng tự trọng và sức lao động hả, xin mời anh lo làm ăn để kiếm tiền nuôi ba má. Còn tôi là em Út, tôi chỉ phụ thôi nha. Khi ba má chưa xuất hiện, chưa về đến nhà thì mọi người á đã đua nhau giành nuôi ba má kia mà. Sao? Đúng vậy không anh hai? Thôi. Các con đứa nào cũng có nỗi khổ riêng. Đừng cãi nhau, đừng tính toán, đừng hơn thua nhau từng lời ăn tiếng nói nữa. Ba má và Kiều My, đi đây. Đi, đi con, Mỹ, đi con. Dạ, thưa ông bà và cô. Con có gì muốn nói? Dạ, thưa ông bà, con là đứa mồ côi, lớn lên nhờ tình người và xã hội. Con tuy là hề, nhưng cũng có thời vàng son, nên có mua được một căn nhà nhỏ xinh xinh. Xin mời ông bà và cô Kiều Mỹ tạm về tá túc với con rồi sao sẽ tính. Trời. Đây là một chú hề ha. Chú hề mà có tấm lòng vàng ẩn trong chiếc áo rách. Khá lắm, khá lắm. Ba không điên đâu các con. Ba rất tỉnh. Ba đang tỉnh và tỉnh hơn lúc nào hết đây các con. Ta có nhiều đứa con ruột, nhưng chính chú Hề này mới thật sự là con của ta. Chú Hề là con của ta. Con hãy mở cái thùng sắt kia, lấy hết ra những vật ngụy trang cho mọi người coi đó là cái gì ở trong. Vàng bốn số chín. Đây là vàng ẩn chứa trong một chiếc thùng đựng đồ nghề lấm lem dầu mỡ mà các con đã từ chối. Tốt, tốt lắm. Vậy thì ba má sẽ về sống chung với chú Hề, đứa con đích thực của ba má. Đi bà, đi con. Trời, ba má vàng. Con kìa, trời ơi, vợ tôi đã xỉu. Mình ơi mình. Còn nữa. Và ai? À quên, hết ai rồi, bây giờ đây. Đây mới là Kiều Mỹ thật. Hả? Kiều Mỹ? Em đẹp quá vậy. Anh Tiên, tôi đã quá trang để thử lòng anh, và nhờ đó tôi mới biết anh là một kẻ mù. Xin vĩnh biệt anh. Kiều Mỹ? Sao lại vĩnh biệt? Kiều Mỹ. Trời ơi, lại thêm một người xỉu nữa. Cậu Tiên,
À, mời cậu vào. Anh Năm, vắng anh ai cũng nhớ cái tài móc lò duyên dáng của anh hết á. Dạ cậu quá khen, đó chỉ là tài mọn thôi, bệnh ngứa nghề của một danh hài muốn lìa bỏ sân khấu mà thôi. À, mời cậu ngồi, để tôi chạy đi tìm cô Kiều Mỹ ha. Còn ông bà thì đã đi chùa từ sáng sớm rồi. Cảm ơn anh. Quả đúng là một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, có mảnh sân tràn ngập những giò hoa lan và cây cảnh hữu tình. Kiều Mỹ bảo mình mù là đúng. Không thấy rằng một anh hề hát rong cũng có lối sống, cũng có tình cảm và tư tưởng cao đẹp hơn mình. Xin lỗi. Chào ông Tiên, ông chủ tiệm cầm đồ. Ông đang cầm bó hoa đẹp trên tay là để chờ tặng ai vậy? Kiều Mỹ, tôi muốn tặng cho Kiều Mỹ bó hoa này để tỏ lòng biết ơn. Biết ơn? Về cái gì? Về câu nói anh là một thằng mù của Kiều Mỹ. Tôi xin nói mau để anh hiểu và biết rõ tâm hồn tình cảm của tôi đối với anh trong giây phút này. Thú thật, anh đã làm cho tôi rất đau khổ và thất vọng sau cuộc thử thách đầy đức tính vừa qua. Và tôi cũng nói thật, giờ đây dù anh có nói gì, dù anh có tặng hoa cho tôi mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, thậm chí mỗi phần trăm giây, tôi cũng sẽ không bao giờ mở cửa tâm hồn để mời anh lên ngôi tình ái. Anh hãy về đi. Kiều Mỹ, tôi đến đây để xin em một cơ hội, không phải cơ hội bên nhau của một đôi tình nhân hạnh phúc, mà là cơ hội để nói hết nỗi khổ niềm đau và tâm sự của riêng mình. Đầy trắc ẩn mù sương, tôi nhận mình là kẻ phản bội tư thân. Nguyên nhân là tôi muốn trả thù đời. Đời luôn luôn sáng đẹp và cuộc sống vô cùng màu nhiệm, nhưng ai có lòng ích kỷ thương thân thường lạc trôi chìm đắm giữa dòng đời. Trước kia tôi là người đời không mệt mỏi, cho đến một ngày tôi hết tiền sạch của, rồi một hôm tôi tìm đến người yêu lý tưởng và nàng đã trả ơn tôi bằng những lời bạc bẽo như vôi. Chỉ có thế mà anh muốn trả thù đời sao? Không, còn nữa, còn trăm ngàn lý do chua xót đắng cay đầy tôi hận, đầy máu và nước mắt nữa. Kiều Mỹ ơi, Kiều Mỹ có biết không, có nghèo tận đây, có nếm mật nằm gai, có đói dài chờ chết thì mới thấy hết tình đời đây bà. Kẻ hèn mọn thường có tâm gian ác, mình mới giúp họ hôm qua thì hôm nay họ trả ơn mình bằng những lời đẩy đưa và gương mặt lành như tiền. Đời tôi là cả một chuỗi dài vinh nhục thăng trầm, phiền cái thực tế cuộc đời đã làm tôi tỉnh mộng, những mộng yên lành mà tôi thường vẽ đẹp trong thơ văn ảo ảnh hôm qua. Hôm nay tỉnh mộng thấy ra mình lầm. Không, anh vẫn đúng không lầm, nên anh là kẻ sống. Kẻ sống ngông quên mình. Vâng, tôi hiểu, tôi mong sẽ không phải.
phủ tình nào. Đi ca hỡi thi sĩ của lòng em, em hiểu anh kẻ đang tự làm đau mình là kẻ có tâm hồn thánh thiện, vì không muốn làm khổ ai nên phải tự đày đọa bản thân. Anh chạy trốn thực tại nhưng tâm hồn anh còn đó, tâm hồn anh vẫn là của thiên thu trời đất hòa hiệp cung thương, của thiên thu màu sắc gợi niềm đau và nỗi nhớ. Văn thơ của anh kiều mỹ đã thuộc từng câu từng chữ, mong anh tìm lại được mình trong rừng thiên cô quang sơn. Mình là tri kỷ của nhau, tờ muôn kiếp trước biết bao hẹn thề. Sao anh quăng bút bỏ ngày để em sầu lạnh trăng thề rừng rơi. Anh không nên đa ngôn lý sự như phường tục tử phàm phu. Nếu anh thực sự yêu em, xin anh hãy im lặng ra về và thực hiện những điều mà anh biết rằng em đang mong đợi. Kiều Mỹ, vâng, tình yêu cũng là đạo lớn, mà đạo là vô ngôn. Anh chỉ xin em cơ hội và thời gian. Còn bây giờ, tạm biệt. Tạm biệt anh, Thi Ca. Ơ kìa, anh ba chị ba. Cô Kiều Mỹ. Kiều Mỹ. Vợ chồng tôi khổ quá cô Kiều Mỹ ơi. Tiền đứng nói đứng vốn chứ không đứng lời. Vì vậy mà cho nên chủ nợ họ tính sổ với tôi bằng một quả đấm nè. Coi kìa, mắt của chị. Trời ơi, tôi may mắn lắm đó nha. Nhờ mẹ sanh mẹ độ chở che. Nếu không á hả thì đã té nổ lọt trồng chồng mong rồi không sức tráng rồi đó cô. Cô Mỹ, nhờ cô thương mà nói giùm với ba tôi tiếng đi cô. Thật tình mà tụi tôi đang lâm vào cảnh bần cùng mà cô. Anh chị yên tâm, cha mẹ giận con chém đằng sống chứ ai chém đằng lưỡi đâu. Tôi biết tánh ba tôi, hồi trung niên đó ông đã nổi tiếng là đa đa tài đa tình đa tật và đa đa cái gì nữa. Ông đại hiếu tử dạ. Không có dạ thưa gì hết. Mày hãy chạy ra đường cho máy bay nó đụng mày đi. Dạ thưa ba, ngoài đường làm gì có máy bay ba. Thì cũng như mày đến đề một ăn 99 thua mà mày vẫn đánh vẫn đoán mò đó hay sao? Dạ thưa ba, tao không phải là ba của mày. Dạ con, tao không có con cờ bạc. Ba, con ra nông nổi đây là tại ba đó. Nếu mà ba đoạn tình với con á, con thưa ba về tội bộ tính và lương gạt. Mày Phú, con. Ba, con mong ba hiểu. Tại ba mà con mang nợ, tại ba cố tình xí gạt để con dài cổ chờ mong. Mong tao hay mong tiền của, hỡi con bất hiếu vô nghị. Con ba nghèo, ba không thương xót, còn vẫn tâm giả nghèo khó để con phục đổi trễ tàu. Lại ba xin ba đừng giận, chồng con tâm cuồng trí loạn. Con quá khổ nên nói khùng điên, ông ơi xin ông đừng cố chấp. Tại ba con lỗ vốn tiêu tùng, ba phải đền lời lẫn vốn. Để ba đền mà còn thưởng, thưởng con cái chức vụ hơn đời. Ba sẽ cho con 5 cây vàng sau khi hoàn thành chức vụ. Ba, thiệt hả ba? Dạ được rồi, con sẵn sàng. Ba giao cho con chức vụ gì vậy ba? Một chức vụ quản lý. Úi da, ngon. Quản lý một phòng vệ sinh công cộng. À, trời. Ba, ba nói đùa hả ba? Tao không bao giờ nói đùa, mà đó là lệnh, là thử thách đầu tiên tao dành cho mày. Đã đến lúc vợ chồng mày phải học làm vệ sinh thể chất và tinh thần. Về đi, đừng làm phiền tao. Ba, cái gì? Ba con chỉ bỏ đi mà không đánh gậy nào là mai cho con đó. Trời ơi, ba đã bỏ đi, thế là hết rồi mình ơi. Hết đường binh mà cũng hết cách xào chẻ kinh rồi. Thiệt là tội nghiệp cho hai con tôi mà. Thôi, để má ra làm sao lựa lời năn nỉ ổng cho. Ráng nha má. Má. Mình ơi, thôi thì đành. Đành chấp nhận thương đau. Á, à, mình ơi. Hả? Nè.
Gì mình? Nói nghe nè. Gì? Gặp biến phải tùng quyền. Sao tại mình? Sao em không trổ tài chôm chĩa? Mình nhắc em mới nhớ đi nha. Em nói mình nghe nha. Sao ba sao? Đã đóng kịch thì mình phải đóng trò chứ. Đúng. Bây giờ ha, em sẽ giả là dâu hiền đúng. Ở đây để nấu nướng đúng. Giặt giũ và dâng cơm hầu nước. Được không mình? Ơ kìa. Anh hai chị hai tới kìa. Kìa chú Thêm. Dạ chào anh hai chị hai. Hai người đang âm mưu, đang bàn tính chuyện bí mật gì đó hả? Dạ. Mình nên hợp tác để giành quyền thừa hưởng, đừng để ba cho người khác uổng lắm. Nè chú Thím, hãy xích lại gần nghe tôi nói nhỏ đây. Tại anh hai ảnh do dự nên tôi phải nhờ đến tai Thím. Kế hoạch của tôi là, nè ông ở trong giùm coi có ai lên xuống gì không. Thì tôi coi đây, mấy người cứ bàn tính rồi thi hành đi, không có tôi à. Ông im đi, tội ông tôi chưa xử, tôi treo án tôi chờ đó. Kế hoạch của tôi là làm sao chị hai? Là làm vàng non tuổi để đổi vàng y vàng nguyên chất. Thôi em hiểu ra rồi. Như vậy là mình chỉ đôi nghe chị. Kỹ thuật cao cấp về vốn của tôi mà chú Thím. Coi nha, bây giờ là coi như vợ chồng ba phú này cầm nhà cho chị, được không? Thôi thì cầm nhà thì được. Ok, coi như mình thỏa thuận ăn đồng chia đủ. Rồng dài đó được ai ơi, chiều cao vực thầm lòng người làm sao đó. Lại cũng cái thằng Hề. Dạ, tôi xin chào quý vị hiếu tử và dâu hiền, dâu chua, dâu chát, dâu Đà Lạt. Thằng Quế, hãy gặp nó là trêu mình à. Đồ cái thằng Nè, đừng quên mình đang ở trong nhà của nó. Nó là chủ, mình là khách. Xin chào Danh Hài. Anh chị hai à, bây giờ phú tôi phải đi coi việc. Chúc mọi sự may mắn như là bài cầu ba ách xì dách ngũ linh sập sám mậu binh tiến lên tứ hẹo. Được không? Thôi đi nha. Dạ. Coi kìa, thằng Vinh, sao mặt mày con trầy trũa máu me và quần áo te tua rách nát như vậy con? Con khổ quá má ơi. Con muốn tự tử cho các bà hết sâu hết xé. Tại hai bà kia xé xác ảnh chứ không phải là tại con đâu à. Con là vợ lớn à, con treo án chờ đó, rồi có ngàn sẽ biết con à. Ôi, thiệt là dãi mà, đào hoa chi lắm để khổ thân vậy con. Đây đây, có anh côn và thuốc đỏ đây, để con sức cho cậu ha. Sức đi. Ui da, trời ơi, rắc quá. Lỗi tại là cậu lỡ bước sang ngang, mê cung đàn trên sông lạnh. Ôm nửa mảnh trăng thề, mơ nhãn về sớm liễu, ham tiếu ngộ giang hồ, vân vân và vân vân. Ôi da, đau quá. Chú mày thật biết đùa mà cũng mau tay lẻ chân à. Đâu, chú mày còn cái tửa tuồng nào ca lên cho tao nghe cho quên đau coi. Ca đi. Ca thì ca. Thời ơi, đời là nửa bản tình ca. Tình là thuyền ra cửa biển, tiền là tiếng sét nửa đêm, duyên là vua xin và thiếp, có ai rủi dung trên đường về giảng kiếp. Cho ta nhắn hắc y nữ hiệp, hãy đưa tin cho quân vương và thiếp, rằng nửa đời hương phấn sẽ tàn phai khi hoa anh đào nở rộ bên trời. Đời cậu sao khổ như con gái chị Hằng, giấc mộng đêm xuân về trên mái tóc người vợ trẻ, mơ màng như khi rừng mới sang thu. Người chồng triệu phú chồng đau khổ, thiếu phụ nam xương nổi hận tình. Áo vũ cơ hàng chàng lãng tử, đẹp duyên chùa tháp sắc hương lừng. Coi kìa, vợ phú, con bưng thao quần áo đi đâu vậy con? Dạ thưa má,
Xin má cho phép con làm bổn phận con dâu. Con đi giặt đồ cho ba má và sẽ lo hết mọi việc ở trong ngoài. Giỏi quá. Trời ơi, vậy nó đâu có đến nỗi nào đâu mà. Thưa má, hôm nay con đến là để xin má xử cho con. Con nói vậy làm sao? Chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện này, chuyện nọ, ba má biết gì đâu mà xử. Thưa má, con trai má đã phá tiền phá của con. Xin má hãy an ủi, hãy đền bù cho con một chỗ thiệt thòi mất mát. Nè, em đừng có lôi tôi vào trận à. Tiền của là lợi tức do tôi làm ra, thế nào của riêng em. Vàng tôi kiếm ra thì tôi có quyền xài. Quyền gì chồng vô tâm, hết bà nọ đến bà kia. Tôi im lặng là tôi chờ, không phải tôi ngu dại. Ông mà không biết điều, tôi sẽ quậy cho coi. Con ám chỉ ba má được phải không? Gần xa không qua nói thật, nếu ba má chẳng thương, con không giữ phận con dâu. Nè, tôi thách bà đó, bà cứ ra tay đi. Nè, coi chừng à, tôi có bà Tư nữa cho bà coi nha. Mấy bà tôi cũng mặc, tôi chỉ ghen tiền ghen bạc. Này hai con, ba cũng đang giận, đừng gây thêm phiền muộn. Thôi đi bà ơi. Phiền muộn là tại con trai má chứ không phải tại con đâu. Mà con cần gì phải to tiếng? Con muốn to tiếng cho ba má nghe. Ba má không có quyền lấy ruột bỏ ra, lấy da bỏ vào. Con phải la lên cho mọi người biết một chút. Bà câm đi. Tôi không câm. Trời đất ơi, bà con quỷ cái mà, quỷ tham tiền. Còn ông là cái thằng tham dâm. Thôi, tôi biểu bà câm. Trời ơi. Ông đánh tôi không? Má thị tiền có kìa, có kìa. Cậu dừng tay cậu, khoái kìa, mở. Rồi trời ơi, mở. Mở nhào vô chi? Nhào vô chịu đấm chịu đá thì nhào vô làm cái gì? Giang ra. Mở bình tĩnh đi. Mở muốn gì hãy thủng thẳng mà nói. Còn nói cái gì nữa? Đời tôi bất hạnh vô duyên, tôi không giữ được chồng thì tôi phải lo cho thân tôi chứ. Vợ thằng Vinh, con đừng khóc. Má đã từng là vợ là mẹ, má có thể thông cảm với con mà. Má nghĩ coi đó. Ảnh như con thiêu thân cứ bay vào ánh sáng. Ngày lại ngày, anh chỉ đi tìm gái đẹp và hồi hoa đăng. Anh bỏ con một mình trong sầu lạnh chiêu chăng. Ở cũng khổ mà đi lại càng đau khổ. Thôi thì con chấp nhận cái vô phần trong duyên số. Vừa hận, vừa giận, vừa khổ. Đêm bước thời gian mà tuổi thân và thương khóc qua mấy độ xuân tàn. Con mong một ngày ảnh hồi tâm sửa tánh, cũng không quá muộn màng. Xuân lại xuân đi qua mấy lần Tết đến, nhưng lòng con thì quạnh yêu vắng lặng, chẳng có một mùa xuân. Tôi tức bà chỉ ghen tiền, nên tôi tiếp tục tầm tiền gian. Ông mê bồ nhi tuổi xuân trắng tròn. Trời ơi, đến bây giờ tôi mới biết thế nào là một vợ ngủ giường lèo, hai vợ ngủ kèo quéo, còn ba vợ thì phải ra chuồng heo mà ngủ. Trời ơi, bà ơi, tôi đang chìm sông te biển. Nếu bà có thương tôi thì bà phải gọi tàu cứu hộ giúp tôi, chớ sao lại đào thêm hầm hố chân. Bà phải mở đường cho chồng bà yêu tới tại bên. Thôi bà ơi, bà đừng có
xí xó gì hết á. Tôi là vận động viên về nhất nè, đang cán mức thứ ba phần thưởng vẻ vang, và thấy chưa, người ta một biết một thế, còn tôi ba giờ biết về nơi đâu. Má ơi con muốn nhảy lầu, lầu cao sợ té nên cầu má thương. Các con ơi, các con hãy nghe má nói đây. Các con nên mở mắt nhìn trời thì mới thấy trời cháo rộng. Các con nên mở tâm nhìn người thì mới thấy người là thánh thiện tối linh. Ước nguyện của ba con là sống đời tự nguyện hy sinh, hiến phần lớn tài sản cho thương binh, người già cô nhi và kẻ khua. Ôi ước nguyện của ba con như trăng rằm sáng to, nhưng tâm địa của các con sao mà u tối thương buồn. Ma chỉ mong các con thành nhân và biết sống thanh bằng, sống thanh bằng để xây đời vững nước, biết sống cho mình và biết hy sinh cho thế hệ ngàn sau. Cứ nhìn những kẻ ác tâm, mạng chúng đâu thể lấy vàng mà muốn, tranh giành chen lấn hơn nghi thua, cuối cùng chỉ một nắm mồ mà thôi. Dạ đó là tâm nguyện của ba. Còn chuyện con, chuyện một lầm hai lỡ của con giải quyết làm sao bây giờ hả má? Bà nào cũng đòi một tiệm vàng có tầm cỡ quốc tế. Người ta thì một lầm hai lỡ, còn con thì năm bảy lỡ, tám chín mười lầm lận. Bởi vậy chuyện ba vợ bốn bà là chuyện của đàn ông. Dạ. Má giải quyết làm sao được? Bà không biết giải quyết phải không? Mà tôi biết. Ba, ba, ba có một diệu kế có thể giải quyết cho hoàn cảnh ba vợ mà ba nào cũng đòi một tiệm vàng có tầm cỡ quốc tế của con. Ồ vậy hả ba? Ba sẵn sàng cứu con hả ba? Ba sẵn sàng cho con 1.000 lượng vàng phải không ba? Không phải vậy, ba chỉ cho con diệu kế không thôi. Ba nói diệu kế gì vậy ba? Hả? Đó là con có thể tự cứu bằng cách. Cách nào hả ba? Bằng cách tự tay con. Dạ sao? Nuôi. Dạ. 300 con heo nái. Trời đất quỷ thần ơi, nỡ lòng nào ba trêu đùa đến sự đau khổ của con sao ba? Ba không đùa, đó là lệnh. Dạ. Là thử thách đầu tiên ba dành cho con. Dạ thưa ba. Thôi đi, đừng thưa ba nữa, mà hãy để cho ba thưa con chứ. Trời thưa ba nói đây nè. Dạ thưa ông con, ông con tài quá lắm vợ, ba sẽ cứu con nếu con vượt qua được thử thách đầu tiên. Dạ. Còn lại ba cái nghề nuôi heo là cái nghề khó khăn cực nhọc. Trời ơi tự tay con làm sao mà kham nổi 100 heo mẹ với heo con. Sinh vật khó bậc nhất trên đời là gái đẹp mỹ nhân, mà con còn không sợ thì sợ gì heo mẹ heo con. Dạ thưa ba. Con muốn tự cứu thì ngại gì khổ thân lao nhọc, heo không biết đòi vàng với khâu con chớ sợ lo. Dạ thưa ba. Con à, chỉ có kẻ ích kỷ hèn mọn mới sợ nguy sợ khó. Dạ. Con phải can đảm lên, bụng làm giả chịu chứ có than gian. Dạ. Lạc hướng thì phải quay đầu, có lỗi lầm thì phải hướng thiện. Con hãy nhìn cây có muôn hoa mà định tâm định tính, con người chớ phải đâu là thần thánh. Con phải phát huy cái tốt của tự thân. Ba ơi ba nên miễn dạy, tay ba đau vàng, con hứa từ bỏ coi sâu thật. Đừng bắt ba đặt cái cài trước con trâu nghe. Con à, con người có tám bành lúc bắn, coi hư không dễ bỏ đâu con.
Ba muốn các con đều phải nên người, chứ bạc vàng ba có tiếc chi. Con đây nè, là anh mai con phải làm gương đi đầu. Con ngán đi đầu sụp cầu lọt chuồng heo quá. Anh đừng dạy ngu nghe theo lời ba má, nhục với bạn bè và tuổi em muốn. Mẹ con, thế nào là nhục với vinh, sống ngủ ăn làm bị thiệt hại đời. Thời buổi này đạo đức với lời xuống, người ta không thèm để ý đâu ba. Con người không chung tâm nguyện, giống đường một chiều kẻ ngược người xuôi. Con không giống ba thì ba sẽ từ. Ba từ con để thương người dân phải không? Người dân mà tâm tánh ngọt và xóa bỏ mọi khoảnh khắc màu sắc dưới dân. Vâng vâng, con sẵn sàng chấp nhận thử thách đầu tiên của ba. Nhưng mà ba ơi, bước đầu tiên ba cho con tập sự chỉ với 30 con heo nái thôi nha ba. Ba đồng ý quá đi chứ. Dạ. Con sẽ có trại chăn nuôi. Dạ. Với những phương tiện kỹ thuật tân tiến nhất. Dạ dạ dạ. Ông đừng có tìm cách đánh lạc hướng để chạy theo mấy con đó. Ông ở đâu tôi ở đó đó. Nè, ba đừng có giỡn mặt với tôi nha. Ba nên để cho tôi yên thân. Nếu không hả, chuyện của bà hả, tôi sẽ bật mí hết. Thôi 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 thôi, ông im đi. Bật mí với bật mí con khỉ gì. Ông liệu hồn ông á. Tôi mà lãnh đạo hai bà kia thì ông chỉ còn có nước là chạy trốn lên trời. Tôi về đây. Tôi ba, tôi má con về. Tôi về nghe thím ba. Nhớ lo nha. Lo cho tròn nhiệm vụ nha. Nghe thím. Dạ, chị hai yên tâm đi. Dạ thưa ông bà, năm hè con có điều quan trọng muốn trình thưa. Và nếu có điều gì sơ xuất, mong ông bà miễn chấp cho. Coi kìa thằng Năm, sao bao nhiêu hôm nay mày có vẻ khách sáo vậy Năm? Dạ con muốn thưa điều quan trọng, nhưng là chuyện quan trọng chưa xảy ra. Chưa xảy ra cũng có nghĩa là sắp xảy ra. Dạ. Nếu nói diễu theo thằng Năm mày thì phải chia vẹt bờ ở cái thời tương lai ha. Dạ, dạ đúng đó, đúng đó ông. Dạ số là nguyên do gì bởi thưa ông? Sao? Số là nguyên do thì bởi vậy làm sao hả Năm? Dạ con ngọng là tại con cảm thấy xấu hổ về cái tội đã rình mò. Nghe rõ chuyện người ta đó là hai cô dâu ông bà. Con ngờ rằng dâu đó dâu chùa đang sắp đặt một âm mưu tại trời. Chuyện thế nào con cứ tỏ bài. Hai cô dâu đó hả? Chúng nó làm sao? Dạ con đây chỉ nghi ngờ. Chuyện nghi ngờ mà tố giác. Lỡ sự thật đấy thì sao? Dù sao con cũng phải nói ra. Chúng nó hay chặt rồi sao tỏ tường. Dạ ý của con là xin ông bà hốt thêm cho hai cô dâu Đà Lạt này một thang thuốc thật đắng. Đắng hơn cả cái thang thuốc giả nghèo giả khó đầu tiên nữa. Qua đồng ý. Thằng Năm mày trình bày kế hoạch đi. Lần này qua phong cho thằng Năm mày làm đạo diễn đó. Chà, con là danh hề. Hài kịch của con chắc là phải vui lắm á. Dạ nếu ông bà nói vậy thì con xin thú thiệt. Ông đạo diễn muốn thú thiệt cái điều gì? Dạ con đã làm rồi, con mới báo cáo à. Viết kịch bản và xin dàn dựng xin việc xong mới thông qua. Chứ sao? Đạo diễn cứ mạnh tay mạnh miệng. Tác phẩm mà hay, dám đã phá để xây dựng thì chính quyền cho phép. Nào, đạo diễn báo cáo chi tiết đi. Dạ, đây là đạo cụ. Dạ, đạo cụ là đồ giữa. Dạ, 100 cây vàng si giả. Cất kỹ trong hộp, nên không có sợ bị phát hiện. Dạ, cái hộp bánh này cùng loại với chiếc hộp mà mình dùng đựng vàng 4 số 9 đó ông. Dạ, xin ông bà hãy đem chôn giấu cái hộp vàng thật này ở một điểm bí mật nào đó, rồi để vào cái chỗ cũ hộp vàng giả này. Rồi sao nữa Năm? Dạ rồi vậy hen. Ông bà và con giả vờ vô tâm, bỏ đi nhàn tản nhàn trải cho thật lâu, đủ với thời gian cho người ta chôn đĩa hoặc để đau đớn.
nổi chiếc thùng kia. Trời ơi là trời, ai ngờ con ruột cái dâu chua quá tệ à, nó tính toán chuyện gian tham. Con này trộm nghe tiếng không tiếng được, con nghi họ làm vàng non tuổi, tráo que đổi rồi đổ tội cho thằng nghèo. Gian nhân thật khó lắm trò, những trò dâu hiếm không ngờ. Con bụi đời nên biết hết manh mục. Con à, ở bên con ta thấy âm lòng và ta cũng yên lòng. Xin ông bà chớ quá khen con. Thôi bây giờ tôi tính về nha. Chúng tôi tin thằng Năm nên không cần chôn giấu hộp vàng ở đâu xa hết, tạm giấu nó trong lưu bể đằng sau bếp là được rồi. À, phải đó ông, đi mau mau đi ông. Còn nhà đạo diễn hãy lo việc vàng cảnh đi con, mau lên đi. Dạ bà yên tâm, con đã sắp đặt sẵn đâu vào đấy rồi. Nhưng mà có chuyện này. Sao? Làm sao mà chúng nó có chìa khóa để mở tủ đây nè? Dạ con đã cố tình giả vờ bỏ quên cái chìa khóa nên họ đã mướn thợ làm cái chìa khóa bản sao rồi. Vậy à? Mà mợ bà Phú đã đi chợ vậy rồi kìa. Mình mau ra khỏi nhà đi ông bà. Đi. May quá, họ đã đi hết rồi. Nè, chị hai ơi, vào đây nhanh lên, vào đây. Đây, nè, đây là cơ hội ngàn năm một thở nha. Mở tủ mau đi thím ba. Dừng, em đang mở đi nè. Trời ơi, cái thùng này chắc hơn 100 cây quá. Trời ơi. Đúng rồi, chứ cái gì nữa, nhanh tay lên đi chị. Nè, hãy trao đổi hai cái thùng này, mau lên đi chị. Thì tôi đang hành xử đây nè. Chà nặng quá à. Xong rồi, để em khóa cửa lại nha. Thật là trời thương mọi sự trôi chảy dễ dàng. Mình chỉ bỏ ra 50 cây vàng để làm 100 cây vàng non tuổi, rồi đổi lấy trên 100 cây vàng rồng. Thôi, lo chuyển vàng về mau đi chị ơi. Chuyện chia chác mình tính sau ha. Thì tôi hô biến đây nè, chào. Rồi, chào chị. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Khỏe, thế là mình hết nguy, thoát khổ, trúng số, vô đề. Sao, ông đạo diễn, chuyện phim đã kết thúc tới đâu rồi? Dạ thưa ông bà, hài kịch sẽ diễn biến bằng cảnh tội nhân không bị tra khảo mà khai, rồi sau đó là... Là sao? Mày nói đại đi. Dạ sau đó là... Nữa là nữa. Dạ con xin ông bà cho phép đạo diễn giữ phần bí mật, để rồi mình bật mí lần lần. Anh Năm này, có chuyện gì vui mà anh muốn lên tim và bay bổng vậy? Cô này ngày tối cứ hẹn hò với cậu Tiên đi dệt mộng làm thơ hoài, nên đã không tham dự được một cái trò rất vui và rất hào hứng với hề cha 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 này với ông bà. Đối với một người đang yêu, không có gì vui hơn khi thấy người yêu mình đã vì mình mà làm tất cả. Thưa ba má, con xin trân trọng báo tin thi sĩ Thi Ca đã dẹp tiệm cầm đồ, cầm lại bút và đã tặng cho làng cô nhi sở thương binh xã hội trên 50 triệu đồng. Tốt, vậy là ba mừng cho hai con. Dạ. Kìa, chàng thi sĩ đã đến kìa. Thôi, mình đi thưởng cảnh ngắm hoa đi ông. Để yên cho hai đứa nó tâm sự nghe ông. À, nó chỉ có một đóa hoa, còn mình thì có dạng mùi xuân. Anh Thi Ca. Kiều Mỹ. Anh bận đi đâu mà đến trễ hẹm với nàng thơ? Sao đầu tóc anh ướt nhem và quần áo dường như có mùi đúng rồi, có mùi à, mùi heo con và heo nái đó em. Vì không nỡ đứng nhìn anh hai vật lộn với những nàng thơ háo ăn ục ịch nên anh đã nhào vô tắm cho mấy cô nàng. Những cô nàng thật dễ thương và đẹp. Coi kìa, em không chịu đâu. Cái từ đẹp mà anh thường dùng để ca ngợi em thì anh không có quyền dùng để khen tặng mấy nàng heo.
em không có chịu à. Nàng nào cũng là nàng, đẹp đâu cũng là đẹp. Cái đẹp trong nghệ thuật, trong thiên nhiên, trong vạn vật, tất cả đều cùng một tính, đồng một thể mà. Đúng, theo hề tôi, giai nhân là nàng thơ của thi sĩ, ruộng lúa là nàng thơ của nông dân, và heo nái heo con là nàng thơ của kẻ chăn nuôi. Nè anh Năm, trên đường tìm lại mình, cầm lại bút, tôi vừa viết xong bài thơ này, anh và Kiều Mỹ có muốn nghe không? Hả? Có. Muốn nghe hả? Được rồi các bạn nghe đây nha. Trong rừng thiên cổ hoang sơ, tôi tìm lại những gì rất thật, những gì không màu mè giấu che ẩn khuất. Đó là tình yêu, là tổ quốc, đó là trái tim hồng trong lòng ngực, không thể tả bằng bút mực, lại càng không thể vẽ nên bằng chót lưỡi đầu môi. Đại gia đình nhân loại hôm nay, anh với tôi tuy hai mà một, một là tất cả, tất cả là một, vũ trụ và con người. Rất là hay. Kiều Mỹ xin được nói yêu anh bằng tiếng. Ôi cha, tôi cũng vậy. Ê, đừng có nói bậy nghe cha. Cũng vậy sao được. Đứng ngay ngắn lại coi. Mình mấy lắm lem lum mà. Dính gì vậy hả? Trò trấu và phân bò. Mình đang bón phân cho cây kiển và những nàng phong lan được mệnh danh là Dương Giả Chi Hoa. Hay, hay quá. Có gì vui hơn tri kỷ cùng chung một tâm tính, hiểu nhau qua tâm hồn. Thằng này côi cút bụi đời bơ vơ, nào dám mơ thành tri kỷ những trang tài sắc. Anh khách sao làm chi anh hỏi hỏi anh ơi, cha cha cha. Tôi không cha cha, cũng chẳng có mẹ, thì tôi đây sẵn sàng cho anh gọi Hùng ba má. Anh Năm, anh đừng tưởng một mình anh mồ côi mồ cúc, mà chính tôi cũng là đứa lớn lên từ trại cô nhi trong lành thương buồn. Mình không có mẹ cha, nhưng mình biết rõ cội nguồn. Cội nguồn của mình là đại gia đình nhân loại, là những tấm lòng rộng mở cửa thương. Tôi anh ai mang lên đường, giờ nên chung sức xây đời tương lai, ôm đời núi thầm sông dài, tim mình trao gửi cho ai thương mình. Anh là hề hát rong hèn mọn, nhưng trong con mắt tôi anh là một nghệ sĩ tài ba. Anh hạ mình làm thằng ở mọi nhà, những nhân cách anh cao đẹp muôn lần hơn mấy ông bà chú. Nếu anh không chê, xin cùng chúng tôi kết bạn, từ hôm nay mình sẽ có nhau mãi mãi đến ngàn sao. Giữa chúng ta không có thân sơn, không có khoảng cách, không có thấp cao, mà chỉ có tình yêu của thiên thu vô tận vô cùng. Tên tôi chính thật là Tiên, từ nay loại bỏ dấu quyền thiên thu. Bỏ quyền anh sẽ thành Tiên, gọi anh đạo lý kim tiền bỏ đầu. Thì sao? Thì bỏ vô túi lâu lâu lấy ra dòm. Trời ơi chết tôi rồi chú Út ơi. Ủa, chị hai có chuyện gì vậy chị hai? Chuyện
Chuyện của tôi khó nói quá chú Út ơi. Nếu tôi nói ra thì thành tội nhân không ai đánh mà khai, còn im lặng. Còn im lặng thì 50 cây vàng của tôi kể như nó đi đứt rồi. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Tại sao chị hai khóc mà anh lại cười? Chuyện bí mật. Chờ xem, chờ xem. Ba má. Ba má. Ủa, dạ thằng Vinh, có chuyện gì mà con có vẻ thảm sầu và tức tử vậy? Dạ thưa ba má. Thưa ba má làm sao? Thưa ba má, con đã lỡ dạy, con đã lỡ dạy. Con đã lỡ dạy chuyện gì? Con nói gì mà ba má không hiểu à? Dạ chuyện bí mật, chuyện trộm đạo của... Của ai? Dạ của... Để tôi nói giùm cho mợ ha. Bởi đời là một chữ T nên mợ muốn dặm sơn khê tìm vàng, phải không? Không có phải. Dạ bởi tại ta bị cái gì à, rằng cái gì vậy nói ra gì? Dạ con cả gan làm vàng non tuổi để trao đổi vàng rồng. Nào về làm sao vậy con? Dạ nào về vàng bị tráo, không có tuổi nào hết, nghĩa là toàn là vàng si, vàng giả. Dạ ai mà chơi ác vậy ha? Con nói gì mà má không hiểu à? Tôi cũng vậy nữa. Nó nói gì tôi cũng không hiểu nữa. Mà thôi, tôi cũng không cần hiểu. Bà ơi, mình ra làm sao đi bà? Đi ông, hiểu chi cho nó mệt ông ơi. Con lại ba, con lại má. Nếu ba với má giả vờ không hiểu thì cũng chết con á. Ba má ơi, đối với con tiền liền với ruột, còn vàng thì vàng si, vàng bao bọc trái tim con. Con yêu vàng mà vàng nó nỡ bỏ con, nó bỏ con sầu khổ éo ôn, giờ khóc mòn con mắt. Nhớ đến chúng mà con gan bào ruột thắt. Bởi lầm tình nên có nuôi một tên tiểu tặc trong nhà. Chắc chắn là nó đã hại con, chứ chẳng có ai vào. Con những tưởng mánh của mình xíu đặng, nào về gặp phải thằng thấp đăng quyền đai. Con yêu vàng lá vàng tay, xin cho con sống sum dây chồng con. Má ba giận trách vì con, cuối xin răng phạt đánh con thầm. Tốt. Kìa, thằng Vinh, thằng Phú, chúng nó đang lo sợ nhìn ông kìa.
tôi xin ông. Bà khoan gian xin đã. Đứa nào biết lỗi và biết phận làm con, hãy quỳ xuống đi, muốn gì nói sao. Quỳ xuống đi, quỳ xuống đi các con. Dạ, dạ, dạ. Này các con, dạ. Ba có biệt hiệu là ông già đa, nhưng hôm nay ba nói ít cho các con dễ nhớ nha. Dạ. Bắt các con quỳ không phải là quỳ trước ba, mà chính là quỳ phục trước lương tâm của các con đó. Nếu các con biết lỗi và biết phận, ba sẵn sàng yêu thương và tha thứ. Dạ, chúng con nghe. Nào, chúng ta uống mừng đi thôi. Ô, quang ơn, quang ơn ba. Ba của chúng tôi mà, chỉ cho gọi ba Hùng thôi nha, tạm thời thôi đó. Còn em, bố cũng gọi ba tạm thời thôi sao? Không, không, em thì vĩnh viễn thiên thu ngàn năm bất tận vô hạn vô cùng.
trời mưa cho anh lại không tới để mình em đến thương dư ngập ngừng thật lâu khi em chọn áo tim xưa nói anh yêu em xin mẹ ra phố mẹ tươi cười khẽ nói con gái đèn giấy phút bao